Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Việt Sử Toàn Thư. Thưa quý vị, xét theo thế thứ, Trịnh Tùng là đời thứ hai của họ Trịnh, kế tục sự nghiệp Phủ Lê suốt 249 năm đằng đặc trong lịch sử Việt Nam. Tuy nhiên, vì cha của ông là Trịnh Kiểm chỉ mới được phong tước công, còn tên Thụy Thái Vương là do đời sau đặt. Từ thời Trịnh Tùng trở đi, họ Trịnh mới nhận được tước vương, nên ông được xem là vị chúa Trịnh chính thức đầu tiên. Tuổi 74, Bình An Vương Trịnh Tùng cầm quyền binh triều đình Lê Trung Hưng 53 năm. Sau khi ông mất, được tôn phong miếu hiệu là Thành Tổ Chiết Vương. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video ngày sau đây về Trịnh Tùng, Tào Tháo của Việt Nam. Cầm quyền thời loạn, Trịnh Tùng luôn phải đối phó với rất nhiều lực lượng và nguy cơ chống đối, tranh chấp quyền hành giữa anh em. Vua Lê đòi lấy lại thực quyền, nhà Mạc đối lập, người cậu Nguyễn Hoàng chống đối ngầm trong Nam. Vị trí dưới một người trên vạn người khiến ông trở thành tiêu điểm cho sự tấn công, cả công khai lẫn ngấm ngầm của các lực lượng này. Vì thế, để đối phó với hoàn cảnh, Trịnh Tùng buộc phải trở thành người cứng rắn, quyết đoán và đôi khi trở nên tàn nhẫn. Tài năng trong thời loạn đã biến ông thành kẻ gian hùng, khuynh đảo triều chính nhà Hậu Lê. Chúa Trịnh Tùng sinh năm 1550, mất năm 1623, là con trai của Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm với phu nhân Ngọc Bảo. Con gái cưng của Thái sư Nguyễn Kim, người dựng cờ Phù Lê diệt Mạc ở nửa đầu thế kỷ thứ 16. Thừa kế mọi đức tính anh minh, thần võ, quyết đoán của cha, Trịnh Tùng sớm bộc lộ thiên tài quân sự bẩm sinh. Có tài, thần cơ, diệu toán, bách chiến, bách thắng. Ông phải gánh vác trọng trách quốc gia, đang vận suy sụp, chính treo đầu đẳng khi vừa mới tròn 20 tuổi. Sử sách chép, nếu sự nghiệp trung hưng của nhà Lê được Nguyễn Kim khởi xướng từ năm 1533 và Thái Vương Trịnh Kiểm đứng mũi chịu sào, trèo chống con thuyền suốt 25 năm, từ năm 1545 đến năm 1570, và Nam Triều cũng chỉ có thể gây dựng, làm chủ được hai trấn từ Thanh Hóa trở vào, thì trong già nửa thời gian ấy, Trịnh Tùng đã đưa công nghiệp Phò Lê, giang dở của cha về đến đích vẻ vang, oanh liệt. Ông đã kết thúc mỹ mãn sự nghiệp trung hưng đầy gian truân, ca khúc Hải Hoàn đưa Vua Lê trở lại ngai vàng nơi đế đô Thăng Long linh thiêng hồn nước. Ông chính là người mở nền thái bình cho trăm họ, an dân, dựng lại nguyên khí Đại Việt sau gần 100 năm lầm than, suy kiệt. Uy danh của Bình An Vương Trịnh Tùng không những lừng lẫy trong nước mà vang dội đến Trung Quốc. Vua nhà Minh cử sứ thần là Vương Kiến Lập sang Đại Việt tặng Bình An Vương Trịnh Tùng 8 chữ vàng: Quang Hưng Tiền Liệt, Đinh Quốc Nguyên Huân, tạm dịch là làm rạng rỡ công đức tổ tiên, làm cho nước yên ổn thái bình, công đứng đầu, và đai ngọc mũ sung thiên, ngựa tốt, đồng thời ca ngợi Trịnh Tùng là chân anh hùng và tặng tôn hiệu Đại Nguyên Soái. Trong khi đó, vua quan nhà Minh lại tỏ ra khắt khe với việc công nhận ngôi báu của vua Lê Thế Tông, dứt khoát chỉ phong cho vua Lê chức An Nam Đô Thống Sứ, không phong tước vương và cấp cho một cái ấn bằng đồng, trong khi đã tuyên bố là ấn bằng bạc. Trong sách Lịch Triều Hiến Chương loại trí, sử gia Phan Huy Chú đã viết về Bình An Vương Trịnh Tùng: ông tính khoan hòa, yêu người, khéo vỗ về tướng sĩ, dùng binh như thần, ông thực sự làm chúa, cầm quyền chính, công lao sự nghiệp, danh vọng lừng lẫy. Chúa Trịnh lên cầm quyền đã thao túng cả triều đình, biến vua thành bù nhìn như thế nào? Hãy tiếp tục nghe video nhé! Công lao to lớn của Trịnh Tùng được vua Lê và triều đình tôn phong chức Đô Nguyên Soái, Tổng Quốc Chính. Đến năm 1599, khi tàn dư họ Mạc bỏ chạy lên Cao Bằng, triều đình lại phong tước Bình An Vương. Vua Lê cho Trịnh Tùng mở phủ Liêu để cùng nhà vua lo việc nước, gồm đủ các lục phiên tương đương với lục bộ của triều đình. Phủ chúa toàn quyền đặt quan, thu thuế, bắt lính. Thậm chí, vua Lê dành cho chúa Bình An những đặc quyền, đặc lợi như con nối nghiệp được gọi là thế tử, vợ chúa được gọi là Phương Phi, con gái được phong làm quận chúa. Chế độ này được truyền nối mãi mãi. Như vậy, từ bắt đầu năm 1600, chế độ chính trị phong kiến nước Đại Việt có hình thành thái mới. Có vua, có chúa cùng cầm quyền cai trị nhà nước mà chưa có một thời kỳ phong kiến nào trong lịch sử đã có. Từ đấy bắt đầu một thời kỳ vua Lê, chúa Trịnh. Song một nghịch lý rõ ràng nhất là nhà Hậu Lê từ khi Trung Hưng lên, con cháu đa số làm vua bù nhìn, chỉ có mặt trong những dịp lễ lạc hay khi tiếp sứ tàu,
Bởi vì quyền chính trị nằm cả trong tay của chúa Trịnh, nhà vua không được bàn bạc, thậm chí cả những chỉ dụ do chúa Trịnh thảo ra, đóng dấu vào và vua chỉ có việc phê nét bút son. Còn người nham hiểm của Trịnh Tùng bộc lộ rõ nét hơn khi thực hiện những mưu mô. Vì thấy quyền hành của Trịnh Tùng lớn quá, năm 1572, triều đại Lê Cập Đệ bàn với vua Lê Anh Tông một kế hoạch giết Bình An Vương để lấy lại quyền binh cho nhà Lê. Thế nhưng, mưu sự bất thành, Lê Cập Đệ bị chúa Trịnh Tùng giết chết. Vua Lê Anh Tông sợ hãi, đang đêm đem bốn hoàng tử chạy vào thành Nghệ An. Ngày 1 tháng Giêng năm 1573, Trịnh Tùng đưa con trai thứ 5 còn nhỏ tuổi của vua Anh Tông là Lê Duy Đàm lên ngôi. Sau đó, ông sai Nguyễn Hữu Liêu đem quân đến Nghệ An bắt Anh Tông. Khi quay về Hoàng Cung, nhà vua bị Trịnh Tùng sai Tống Đức Vị ngày đêm hầu hạ ở bên để giám sát. Tới ngày 22 tháng Giêng, nhà vua đi đến Lô Dương thì Đức Vị ngầm bức giết rồi phao tin rằng vua Lê Anh Tông tự thắt cổ chết. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Anh Tông khởi thân từ Hàn Vi vì là cháu xa đời của họ Lê, là dòng dõi của nhà vua, nhờ được tả tướng Trịnh Tùng và các quan tôn lập làm vua thiên hạ, lo việc khôi phục gian nan. Sau khi tin dùng bọn tiểu nhân nghe lời ly gián, khinh suất đem ngôi báu phiêu giạt ra ngoài, hại tới thân mình. Trong khi đó, đối với Lê Kính Tông, vì quá thâm thía vai trò bù nhìn, nhà vua đã hợp tác với con trai Trịnh Tùng là Trịnh Xuân lập một kế hoạch khử vị chúa Trịnh khuấy đảo triều đình này. Nhưng rồi phải chịu kết cục đau thương, sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép. Khi về, chúa thường cưỡi voi. Hôm ấy, chúa thấy lòng không yên, cho voi và ngựa thị vệ đi trước, còn tự mình ngồi kiệu đi sau. Đến chỗ ngã ba, có tiếng súng nổ bắn gãy cây lọng tía. Vội sai truy bắt thì bắt được văn đốc cùng đồ đảng, đem về phủ tra hỏi. Y khai là nhà vua và vạn quân công Trịnh Xuân sai làm. Chúa sai trấn quận công Trịnh Lâm và nhạc quận công Bùi Sĩ Lâm vào điện xét hỏi tả hữu thì biết hết sự trạng. Ngày 12 tháng 5, chúa ngự ra phủ đường, tập hợp bách quan. Chúa thân bưng mâm vàng chiều cao bước ra, khóc mà nói: thời kỳ họ Mạc, nhà vua đã không còn thiên hạ. Cha tôi thân khởi nghĩa binh, đón tiên đế từ trong hang núi trở về, sáng lập triều đình. Tôi tôn phò ba triều, thân trải trăm trận đánh, thu phục Giang Sơn, tốn phí bao tâm lực, tuổi đã 70. Nay nhà vua nghe đứa con phản nghịch, nhẫn tâm làm việc này. Các triều thần văn võ ai cũng phẫn uất, đều kiên quyết nói: vua vô đạo thì phải thế. Vua Kính Tông quá xấu hổ, bèn tự thắt cổ. Về vua Lê chúa Trịnh, có thể nói hầu hết các bộ chính sử như Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục hay các bộ Đại Việt Thông Sử, Lê Quý Đôn, Lịch Triều Hiến Chương Loại Trí, Phan Huy Chú đều cho thấy trong khoảng thời gian từ cuối thế kỷ thứ 16 đến đầu thế kỷ thứ 17, những sự kiện chính trị, xã hội, văn hóa, quân sự, bang ngoại giao và giáo dục, khoa cử của nước ta đều có liên quan, thậm chí chịu sự chi phối bởi một nhân vật, đó là Chiết Vương Trịnh Tùng. Các bạn đang nghe video tại Việt Sử Toàn Thư. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ. Quay trở lại với nội dung của video: Trịnh Tùng, Tào Tháo của Việt Nam. Năm 1623, Bình An Vương Trịnh Tùng khi ấy 74 tuổi, do sức yếu và bị bệnh nên cùng các quan văn võ chọn thế tử. Trịnh Tráng, người con thứ hai của ông, do có tài cầm binh, trước đó đã được lập nhiều chiến công, được quan quân tiến cử và Trịnh Tùng phê chuẩn. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, người con thứ khác của Trịnh Tùng là Trịnh Xuân, khi đó đem quân làm loạn, đánh phá phủ chúa, bức cha rời ra ngoài thành, rồi phóng lửa đốt tràn lan qua các xứ trong kinh kỳ. Trịnh Tùng được gia tướng liều mình cứu nguy, nhưng phải siêu giạt ở xa kinh thành. Đây là lần thứ hai Trịnh Xuân làm phản cha. Trước đó, năm 1619, Xuân cùng với vua Lê Kính Tông ngầm sai người bán súng giết Trịnh Tùng. Việc không thành, vua Kính Tông, người trước được Trịnh Tùng đưa lên ngôi, nay lại chính Trịnh Tùng bức chết. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư không nhắc việc Trịnh Xuân bị xử lý như thế nào ở lần này. Tuy nhiên, sau vụ làm loạn thứ hai, án phạt mà Trịnh Tùng dành cho con trai là sai người chặt chân Xuân cho chết. Cùng năm 1623, chúa Trịnh Tùng qua đời, kết thúc sự nghiệp 53 năm giúp nhà Lê lấy lại Giang Sơn, giữ yên bờ cõi nước Đại Việt cho bốn đời vua. Người đời sau có rất nhiều đánh giá trái ngược về Trịnh Tùng. Sử gia Phan Huy Chú trong sách Lịch Triều Hiến Chương Loại Trí nhận xét: ông tính khoan hậu, yêu người, khéo vỗ về tướng sĩ, đoán tình thế của giặc không sai, dùng binh như thần. Trong 20 năm, kinh nghiệm của đất nước cuối cùng dẹp yên được tiến nghịch, khôi phục nhà Lê.
cung trùng thiên hạ, oai lừng khắp nơi, được sắc phong vẻ vang, lễ đãi long trọng, ông thực sự làm chúa cầm quyền bính, công lao sự nghiệp, danh vọng lừng lẫy. Tác giả Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục lại đánh giá rằng, Trịnh Kiểm tuy chuyên quyền nhưng tội ác chưa có gì là rõ lắm, đến Trịnh Tùng mới thật là gian thần như Đỗ Vương Mãng và Tào Tháo. Vì thế, trước việc Trịnh Tùng bị con trai mưu phản, tác giả này bình luận, người bày tôi ngỗ ngược, tất nhiên có người con ngỗ ngược, đạo trời hay trả miếng, bao giờ cũng thế. Phải từ thời Trịnh Tùng trở đi, họ Trịnh mới nhận được tước vương khi còn tại vị, được gọi là chúa và lập thế tử, nên ông được xem là vị chúa Trịnh chính thức đầu tiên. Dưới một người, trên muôn người và na ná như một Tào Tháo của Việt Nam. Những nghiên cứu khác nữa về Trịnh Tùng được giới thiệu ngay sau đây. Tiến sĩ sử học người Nga Vamik Ivanov Antonchenko từng bỏ rất nhiều thời gian công sức và tâm huyết để nghiên cứu giai đoạn lịch sử Việt vua Lê Chúa Trịnh trong thời gian nghỉ giải lao tại một hội thảo quốc tế về nho giáo ở Hà Nội năm ngoái, đã tóm lược đại loại thế về nhân vật độc đáo trong lịch sử Việt Nam, Trịnh Tùng. Chính từ bên lề của cuộc hội thảo ấy, từ sự khái quát hơi ngồ ngộ của vị tiến sĩ sử học người Nga nọ, tôi đã có dịp gặp gỡ rất nhiều vị làm sử danh tiếng, thấy bừng ra rất nhiều điều mà trước đây còn mờ nhòe. Trên một người, dưới muôn người hẳn đã rõ, có thể nói ngày 20 tháng 8 năm Canh Ngọ năm 1570, sau thời điểm thân phụ là Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm mất ít tháng, vua Lê Anh Tông Lê Duy Bang sắc phong Trịnh Tùng làm trưởng quận công tiết chế các sinh thủy bộ, cầm quân đánh giặc, là thời điểm ứng với những lời nhận xét trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Ngọc Bảo sinh con là Trịnh Tùng, tài đức hơn người, anh hùng nhất đời, có thể nối được chí cha, giúp nên nghiệp đế. Công trung hưng của triều Lê thực dựng nền từ đấy. Các tướng dưới trướng và mưu sĩ khi ấy đều là những hào kiệt như Vinh Quận Công Hoàng Đình Ái, Trịnh Mô, Lê Cập Đệ, Trịnh Bách, Trịnh Vĩnh Thiệu, Đặng Huấn, Phan Công Tích, Hà Thọ Lộc. 12 người, cả thầy đều tận tâm phò dập, chẳng cần tham khảo thêm các cuốn chính sử khác làm gì. Sứ thần Ngô Sĩ Liên trong việc miêu tả hàng trăm trận đánh nhỏ, hàng chục trận đánh lớn trong hơn 20 năm trận mạc của vị tướng Trịnh Tùng đã phải dùng đến 21 lần cụm từ quân mạc sợ vỡ mật để nói lên tài thao lược đánh dẹp nội loạn của vị tổng chỉ huy quân đội này. Đến mùa xuân năm 1593, giải phóng thành Thăng Long, quốc công tiết chế Trịnh Tùng sai thợ xây dựng cung điện làm hành lang cung ở phía tây nam thành Thăng Long, phía bắc ô Cầu Dừa một tháng thì xong. Rồi Trịnh Tùng sai các đại thần, các quan văn võ bấy giờ sắm cờ xí, chỉnh đốn binh tượng để chuẩn bị đón thánh giá. Vua từ hành cung Vạn Lai Thanh Hoa qua thành Tây Đô, qua các huyện Mỹ Lương, Trương Đức đi một tháng thì đến huyện Thanh Oai thì đóng quân. Tiết chế Trịnh Tùng lại thân đem các quan đến huyện Thanh Oai đón rước thánh giá, nhã nhạc cùng về kinh. Trong chiếu ngày 16 tháng 4 năm ấy, từ chính điện vua Lê Kính Tông có lẽ có những biểu chiếu tôn vinh tướng sĩ của các triều đại phong kiến Việt Nam, chưa có ai dám hào phóng buông những lời này. Việc dược phù nhật nguyệt, chỉnh đốn càn khôn thì nhờ ở công đức của Minh Khang Thái Vương cùng Tổng quốc chính thượng phụ Trịnh Tùng. Ngày 7 tháng 4 năm 1599, vua tấn phong Trịnh Tùng làm đô nguyên soái tổ quốc chính thượng phụ Bình An Vương. Trong kim sách có câu, bày mưu, đặt kế giữ yên xã tắc công lao, tỏ sáng giữa trời, giữ tín, giảng hòa láng giềng, sách giỏi, giữ êm ấm ngàn cõi. Công đã ngất cao vũ trụ, vị trí đứng đầu khắp thần liêu. Đánh dẹp thắng lợi nhà Mạc, giải phóng Thăng Long, mặc dầu đây đó còn dư đảng và tàn quân của Mạc, nhưng sau có thể nói, thời điểm đó đất nước ta đã tạm yên hàn sâu sau hàng chục năm dân tình khốn đốn binh đao khói lửa vì nổi loạn. Nói chung là thống nhất xã tắc Sơn Hà còn phải bàn xét, nhưng đất nước mình khi đó, mạn Bắc lẫn mạn Nam đều bạt vắng nạn binh đao trận mạc lẫn chia cắt phải mãi sau này. Nhưng khi đó, mạn Nam thì thái phó đoàn quận công của Nguyễn Hoàng Tử Thuận Hóa đích thân đem tướng sĩ voi ngựa thuyền ghe về kinh lại chào, đem sổ sách về binh lương tiền lụa vàng bạc châu báu kho tàng của hai trấn Thuận Hóa và Quảng Nam dâng nộp. Có một chi tiết khá thú vị chép trong toàn thư là thái phó đoàn quận công Nguyễn Hoàng vốn là người đa tài, qua bao năm trấn thủ vùng Thuận Quảng đã thiết kế mẫu rồi tự tay đóng tặng cho cháu ruột là Trịnh Tùng. Nguyễn Thị Ngọc Bảo, vợ Trịnh Kiểm là chị ruột của Nguyễn Hoàng, một cái xe bánh trang sức bằng ngọc ngà.
Trên xe, Bắc Mui sơn hai bên xe, khắc lan can bằng ngà, bốn vách sơn son thiếp vàng, lại làm thang nhỏ để lên xuống. Chiếc xe đặt một đòn gang, sai bốn lực sĩ đẩy, lại còn mấy năm liền, tả hữu, phù bật giúp cháu ruột tiễn trừ sứ đảng nhà Mạc đến năm 1600 mới chịu về. Hoành sơn nhất đái vạn đại dung thân ở đất đàng trong. Chao ôi, biên ra những chi tiết hòa bình hữu nghị như thế, thế mới thấy quý giá lẫn hụt hẫng làm sao khi gẫm thêm sau này hai nhân vật cậu cháu ấy đã khởi đầu cho thảm họa binh đao rằng giặc hơn 200 năm Trịnh Nguyễn phân tranh. Tôi mạo muội nghĩ rằng chính cái độc đáo hơn người trong cung cách hành xử của Trịnh Tùng đã khiến hậu thế liên tưởng đến tính cách của nhân vật Tào Tháo, mưu lược mà gian hùng, đã không ít những con chữ từ chính sử đến dân gian giáng cho Trịnh Tùng cụm từ bức vua lẫn huynh đệ tương tàn. Trước nhất, chuyện bức vua, giết vua chính trong lúc cuộc đánh dẹp nhà Mạc đang hồi gai cấn. Tổng tư lệnh Trịnh Tùng đang mở cuộc phản công quân Mạc khắp nơi thì đùng một cái xảy ra sự kiện động trời. Vua Lê Anh Tông, tức Lê Duy Bằng, không biết nghe theo những lời ai xúc xiểm rằng tả tướng Trịnh Tùng cầm quân rất quyền thế lớn, bệ hạ khó lòng chung sống tồn tại với ông ta được. Thế là đương đêm, vua mang theo bốn hoàng tử chạy đến thành Nghệ An và ở lì tại đó. Ta thử tham khảo đến một đoạn trong toàn thư. Anh Tông khởi thân từ thủa Hàn Vi, nhưng vì là cháu xa đời của họ Lê, là dòng dõi nhà vua, nhờ được tả tướng quốc Trịnh Tùng và các quan tôn lập làm vua thiên hạ, nhưng sau đó lại tin dùng bọn tiểu nhân, nghe lời ly gián, khinh suất đem ngôi báu siêu giạt ra bên ngoài, hại tới thân mình. Xử lý ra sao trước một ông vua không có tài và bạt nhược như thế? Hành xử cách nào khi trước ba quân thiên hạ, hành động của vua Lê Anh Tông chạy trốn như thế, hữu ý hay vô tình đã đẩy Trịnh Tùng đến thế chân tường, thế đường cùng là xoán đoạt ngôi vua. Có lẽ lịch sử sau này với phương châm khoa học công bằng đã trả lại hoặc minh định cho tiết chế Trịnh Tùng những oan khuất này khi phải xử lý Lê Anh Tông, nhưng ngay thời điểm đương đêm ấy, Trịnh Tùng đã khẳng khái nói với thuộc hạ: "Này vua, nghe lời gièm pha của kẻ tiểu nhân phút chốc đem ngôi báu phiêu giạt ra ngoài, thiên hạ không thể có một ngày không có vua, bọn ta và quân lính sẽ lập công danh cho ai được, chi bằng trước hết hãy tìm hoàng tử để lập nên để yên lòng người." Hoàng tử mà Trịnh Tùng lập nên ấy là vua Thế Tông sau này, còn huynh đệ từng tàn, chẳng phải việc bọn Trịnh Vĩnh Thiệu, Trịnh Bách, Lê Cập Đệ đương đêm đem binh lính và con em đến ép Trịnh Tùng chống lại anh mình là Trịnh Cối khi được tin Trịnh Kiểm trao quyền cho con trưởng là Trịnh Cối. Tôi có cảm giác Trịnh Tùng đã tiên liệu rồi chính thể sẽ ra sao nếu sao tác rơi vào tay một ông anh bất tài. Thử ngó lại toàn thư một chút, bây giờ Cối buông thả mình trong tử sắc, ngày ngày rông rỡ kiêu ngạo, không thương gì đến quân lính. Do đó, các tướng đều có ý lìa bỏ, kẻ giúp một ngày một ít đi, lòng người thay đổi. Ai cũng nghĩ đến chuyện sinh biến, mầm họa đã thành. Quả nhiên sau đó, Trịnh Cối hàng Mạc. Có một chi tiết ngày 17 tháng 8 năm 1586, dinh Trường Yên bị hỏa hoạn, bà Nguyễn Thị Ngọc Bảo, mẹ Trịnh Tùng bị chết cháy. Nhưng Trịnh Tùng đã nén nỗi đau mất mẹ, bình tĩnh dàn xếp trận Mạc, không chịu về tang, tránh làm sao động binh sĩ. Dưới triều vua mới Lê Thế Tông năm 1574 lại loạn, một loạt tướng, các mưu thần tường cùng Trịnh Tùng nằm gai nếm mật như Trịnh Vĩnh Thiệu, Trịnh Bách âm mưu đảo chính. Trịnh Tùng lại dẹp yên, cái giỏi của Trịnh Tùng là làm cách nào đó đã không dùng đến gươm đao mà các tướng mưu phản ấy lại dốc sức tả phù hữu bật cho công việc đánh dẹp. Nên nhớ bấy giờ, thế lực quân Mạc rất mạnh, tổng chỉ huy Mạc Kính Điển mà toàn thư chép là dũng lược thông minh, tài trí nhạy bén, hiểu đời, từng trải nhiều gian nan nguy hiểm, cần lao trung thành. Trong mọi trường hợp, không phải lúc công danh thành toại, tột đỉnh vinh quang, huân nghiệp vẻ vang mà có nhiều ý kiến đương thời lẫn hậu thế rằng khi ấy cái kế vua đối với Trịnh Tùng quá ư là dễ dàng, mà ngay lúc khốn đốn gian nan trong đời sống trần tục tâm linh, Trịnh Tùng luôn đề cao, nêu rõ mục đích phù lê của mình. Chẳng hạn lời khấn trước trận đánh lớn giải phóng Thăng Long: "Nay thần cùng bọn tướng tá thề không cùng sống với giặc, xin các thánh hoàng đế tiên triều soi xét lòng dân để diệt bọn giặc phản nghịch cho đất nước được yên ổn, để khôi phục cõi đất của triều Lê." Nhân cách vị tha đã làm nên cái độc đáo trong tính cách, trong hành xử của vị tổng tư lệnh này. Ta hãy nhớ lại trận đại thắng quân Mạc ở Quảng Xương năm 1581, chém hàng ngàn thủ cấp, bắt sống bộ tướng nhà Mạc Nguyễn Công, tiết chế Trịnh Tùng, vỗ về mua chuộc phong là Tung Quận Công. Tù binh được cấp lương ăn cho về quê cũ, mọi người đều thầm cảm ơn to. Từ đấy, uy binh lẫy lừng, quân Mạc không dám nhòm ngó nữa.
cư dân Thanh Hoa, Nghệ An mới được yên nghiệp. Trận đánh tháng 12 năm 1589, Trịnh Tùng sai cởi trói cho 600 tù binh, vỗ về yên ủi, cấp cho cơm áo rồi thả hết về quê quán. Họ hàng của quân lính bị bắt thay thế đều đội ơn công đức như trời đất, cảm ơn sâu như cha mẹ. Rồi chi tiết, đại tướng nhà Mạc Nguyễn Quyện bị Trịnh Tùng thu phục đã trở thành một tướng tâm phúc dưới trướng. Đại tướng nhà Mạc Bùi Văn Khuê cũng có số phận tương tự. Cái chết của Trịnh Tùng ngày 20 tháng 6 năm 1623 không khép lại hay mở ra một thời loạn mới mà khởi đầu cho một sức sống mới. Có phải vậy chăng mà lớp bồi thần nhà Lê sau này là Trịnh Tráng, con Trịnh Tùng đã có những hành xử cải cách hy hữu, trong đó có việc bang giao rộng mở với phương Tây, cho con gái cải đạo công giáo, làm cho nhà Alexander Dorodes nhiệt thành ủng hộ cuộc hôn nhân của vua Lê Thánh Tông với một người phụ nữ người Hà Lan. Hy vọng cuộc hội thảo sắp tới tại Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội, một hoạt động có ý nghĩa lớn trong dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, sẽ làm phong phú thêm cuộc đời của một nhân vật từng chính thức xác định vị thế vững chắc cho cơ nghiệp hơn 200 năm của họ Trịnh với đàng ngoài sau khi được Trịnh Kiểm đặt cơ sở. Video được tổng hợp từ Công an Nhân dân, Việt Nam Express, Báo Đất Việt. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.